Xin chào mọi người, hôm nay mình xem điện thoại, xem tivi nhá. Là ta xuống tập mất một rồi. Kiểm tra nha. Đưa đây tao kiểm tra. Đây. Quên một bóng hình chữ con tim u mô chữ u là mô là chữ u mô của mô đây chứ chữ ư mô không có chữ ư của tề mô đây mày cứ bị đi nè nào không thuộc thì đừng có mà xem tivi chứ chữ ư mô không biết thì thôi đừng mà xem tivi. Đập chân này trong đứa nè. Mọi người cũng thuộc hết từ mới của bài hôm nay rồi. Có mấy từ apple này, banana này, xong rồi banana chuối, xong rồi cây này, xong rồi đống nốt này, xong rồi kitchen này là phòng bếp á, phi phi đấy, phi phi đây, phi phi là phi phi, mọi người gọi chung của nó phi phi, là nhất tuần nè. Mọi người cũng chứ quả dưa hấu đọc tiếng Anh là chi mà là popcorn. Con xem con chào bé, hãy thử vấn huế tiếng Anh. Watermelon, watermelon, cổ kiwi, 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 banana, apple. Apple là quả táo apple. Kini à, unit 6 này con thuộc hết rồi nè. Insert này, xong rồi quýt này, xong rồi là cut này. Này màn hiện đại nhỉ, Trung Quốc. Chị đừng mô mi không được cái này nữa nè. Chị lơ mô. Chị lơ. Đâu? Sai à? Nào, tao kêu mi không cãi mà. Tự đi mà tìm chứ học. Học rồi tự đi mà tìm chứ. Chữ mơ mô. Không có chữ mơ. Của. Chữ mơ mô mà. Tìm lên, nhanh lên, tao không cho mày xem nữa chờ. Chờ cuốn. Chữ mơ mô. Chữ mơ. Tìm đi chứ. Bê lên.
chữ mo, chữ mô. Chữ y là chữ mo. Cô biết chữ y không? Có chữ y không? Mi có học là không, không thì không phải xem tivi nữa, đi lên giường này. Không phải đi. Kệ tao còn hơn cái thằng không biết chữ. Leo leo. Mắc kim. Qua mày số lạ quá nhỉ. Qua. Chi đồng chi. Trời ơi, chứ sao mà lại cứ thay đổi số sinh chật nha. Sao mày cứ thay đổi số sinh chật nha. Chứ không đâu quậy video à. Chi cái đồng chí. Chứ có còn phải đi trực không đó, bà Niu đi trực không? Không. Đi nào đi trực đâu. Đang coi thầy sự à? Chứ không cho bọn nó gọi điện điện à? Ăn cắm hoa cho mình chi? Nó quay à? Của? Hả? Thế đã ốm chưa? Tí hay là hút thuốc lá nhiều mồ hôi sụt nè. Đứa mô mà còn hỏi chưa ăn cơm đây. Đứa mô mà hỏi cho còn chưa ăn cơm á. À, ăn cơm lâu rồi. Ăn cơm ở nhà nó đi đám cưới con lài nhổ hoa. Ừ, mai cưới. Con lài á. Cười cái chi. Hai lần sáu rằng là kênh con nít nên cũng đủ tuổi kết hôn rồi, cho anh chị 18 tuổi rồi đó chơi. 25, 75, 75, 75. Con hơi đời đấy chứ còn. Mai chứ dâu anh cỏ cho nhà bất lương. À, anh cỏ nhà bất lương. 20. À, bố mẹ thì bán bữa chắc 8, rồi, ăn từ chắc được đứa này. 9 là đến 20. 9. Ủa, lấy chồng mới, 15, mới đĩa con bé chưa đầy năm. 45, à, cho đến 600. Ủa, chứ thằng không? 85, đúng rồi, đến sai hết rồi. Cứ cuốn mà lại cứ không viền. Bình hoan thành xong, cái bình hoan nó rồi nhá.